Em chắc là lạnh lùng. Ngưỡng mộ mình thôi, chứ còn cũng không có anh nào nói rằng là thích mình hay là yêu mình đâu. Các bạn thí sinh thì cũng nói rằng là em không thân thiện với mọi người. Mình bị mất kiểm soát và mỗi tối em đều phải uống thuốc ngủ. Và mỗi cuộc thi trải qua gặp rất là nhiều thứ ấm ức ở trong lòng. Chính xác là hai từ sóng gió. Mỗi ngày đối với em đều là một cuộc chiến hết. Đón xem Lần đầu tôi kể với sự tham gia của Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương. Mỗi ngày là một cuộc chiến. Lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 15 tháng 5, chỉ có trên HTV2.